Rồi, bài học tiếp theo. Đây là một bài học cực kỳ quan trọng các bạn. Làm thế nào để mình có thể là đánh giá một người nhân sự có thể đồng hành cùng mình, cũng là trở thành cánh tay trái, trở thành cánh tay phải của mình, đúng không? Thậm chí sau này mình sẽ mở ra những cơ sở mới và mình cho họ trở thành những người chủ trong cơ sở đó, trở thành những người quản lý trong cơ sở đó cùng với chúng ta. Đây là một cái yếu tố rất là quan trọng, đó là sự biết ơn. Thông thường chúng ta thì không được đào tạo về sự biết ơn, kể cả là trong những cái giáo trình phổ thông của chúng ta cũng rất là ít đào tạo về cái sự biết ơn, đúng không các bạn? Sự biết ơn đó là gì? Tại vì sao mọi người lại không có biết ơn? Bởi vì này các bạn này, tại vì sao lại không có biết ơn? Chúng ta sống trên đời với có quá nhiều những cái khó khăn, có những cái đau khổ, đúng không ạ? Và tư duy và cái suy nghĩ của con người thường bị tập trung và hướng đến những cái điều gì đau khổ. Cho nên khi gặp một cái sự việc, sự vật nào đó, người ta thường cảm thấy đó là một cái chuyện rất bình thường. Thậm chí là họ nhìn ở góc độ tiêu cực, là chửi bới, là phán xét, là xấu thế, là đẹp thế, là chán thế, là thích thì chờ làm, mà không thích thì bỏ. Đó là một cái người mà có cái tinh thần gọi là không có biết ơn. Còn như thế nào là một người có tinh thần biết ơn này các bạn? Đó là một cái người mà luôn luôn trân trọng những gì mà họ đang có. Họ trân trọng sức khỏe của họ, họ trân trọng cái chân, cái tay, cái cơ thể của họ. Họ biết được rằng ở ngoài kia, cho dù là bản thân họ không được xinh đẹp gì các bạn nha, nhưng họ vẫn luôn luôn trân trọng cái cơ thể này. Họ biết được ở ngoài kia có rất nhiều người đang không có tay, không có chân mà người ta vẫn cứ sống được, đúng không ạ? Thậm chí sống vui là đằng khác. Rồi rất là nhiều người ở ngoài kia, họ không có nói được, họ cũng chẳng có nhìn được, họ cũng chẳng có nghe được, đúng không ạ? Và những cái người này họ ý thức ra được là xã hội có rất nhiều hoàn cảnh đang không bằng mình, và mình cảm thấy biết ơn vì cuộc đời này đã cho mình được cái cơ thể lành lặn, cho mình được một cuộc sống bình thường, đúng không ạ? Và họ hạnh phúc bởi điều đó. Họ cái biết ơn số 2 đó là họ biết ơn những thứ mà họ đang có. Bố mẹ cho chúng ta cuộc sống, chúng ta biết ơn điều đó. Đó, gia đình cho chúng ta được những ý thức, cho chúng ta được những bài học để chúng ta bước ra ngoài cuộc đời được vững chắc hơn, chúng ta biết ơn điều đó. Rồi ra ngoài đời chúng ta có những người thầy, chúng ta có những người anh, người em, người đồng nghiệp cho chúng ta được rất là nhiều kinh nghiệm sống, chúng ta biết ơn điều đó. Rồi là chúng ta có được một công việc tốt mà rất nhiều người ở ngoài kia không có. Chúng ta có được những cái cơ hội để chúng ta kiếm được nhiều tiền, đúng không ạ? Nhiều tiền ở đây có không phải là hàng tỷ, hàng trăm triệu như nào, mà nhiều tiền ở đây đôi khi nó chỉ là nó là con số mà phù hợp với cái năng lực trong hiện tại của bạn mà thôi. Ở rất nhiều người ngoài kia, một ngày người ta muốn tạo ra được khoảng 100.000, thậm chí là 50.000 còn rất khó các bạn. Có những người phải đi xin ăn, có những người phải sống trong những khu ổ chuột, có những người mà ăn không đủ ăn và họ rất đau khổ, có những người bệnh tật mà không có tiền để chữa chạy, đúng không ạ? Còn chúng ta thì có sức khỏe, chúng ta có sức lao động, chúng ta còn trẻ, chúng ta còn có sức học tập, chúng ta còn có sự cống hiến. Về lâu về dài chúng ta sẽ có những cái sự phát triển của mình. Để cho nên là cái thu nhập của mình sẽ tăng dần theo cái năng lực của mình, theo cái trình độ nhận thức của mình. Đó, và họ biết ơn cái công việc hiện tại họ đang có, họ biết ơn cái số tiền trong hiện tại họ đang có, họ biết ơn cái khả năng trong hiện tại họ đang có. Họ biết ơn điều đó để họ biết mình đang ở đâu và để mình cần phải phát triển như thế nào để mình có thể tốt hơn được nữa. Cái người nhân sự của chúng ta mà họ biết ơn, họ có tinh thần biết ơn, họ có tinh thần trân trọng tất cả mọi thứ, là một người có năng lượng rất là tích cực. Và cái người này họ thường họ sẽ có xu hướng là lan tỏa cái giá trị đó đến với những người xung quanh. Và có một người như vậy, họ sẽ giúp cho đội nhóm và những người xung quanh của chúng ta có được lây lan được, đúng không ạ? Cảm nhận được cái tinh thần biết ơn đó, và dần dần mọi người cũng sẽ trở lên tuyệt vời giống như vậy. Cái người có tinh thần biết ơn là người có thể gọi là một người nhân sự rất là tuyệt vời để chúng ta có thể là đồng hành cùng với họ lâu dài các bạn nha. Rồi, hãy comment xuống dưới, đó là phải có lòng biết ơn. Rồi, nếu mà bạn cảm thấy video này hay và ý nghĩa thì có thể comment là hay và chia sẻ nó cho bạn bè của mình, cũng như là bấm nút đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để nhận được những video tiếp theo của Nam. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.